Chọn cái này, tích và có tiếp tục, tư nhân mấy kia ông kia cóp đâu ra nhỉ? Không hiểu ông này có mấy cái mã số thuế, địa chỉ ở đâu ra. Vào phần thanh toán này, ok rồi anh nhé. Đây, thông tin thuế Hoa Kỳ đã xác minh.